Xin chào các bạn, lần này Estafort sẽ đi tới hòn đảo Kalimantan. Lần này, đối thủ của Estafort là Andoken. Andoken từng là lính đánh bộ của hoàng gia. Anh ta cũng chính là chuyên gia sinh tồn giỏi nhất trên thế giới. Hoàn cảnh sống ở nơi này vô cùng khốc liệt. Cả hai người đều phải đối diện với những khu rừng ngập mặn và rừng nhiệt đới. Ở đây còn có cả những con cá sấu đang rình rập. Người của ban tổ chức sẽ thả hai người xuống hồ nước để hai người tự bơi vào bờ. Sau khi lên bờ, bọn họ sẽ cần băng qua khu rừng ngập mặn. Cả hai cũng phải băng qua dòng sông có nhiều cá sấu. Sau đó, hai người cần phải đi về hướng bắc để tìm một ngọn tháp. Đó cũng chính là đích của trận đấu. Quãng đường của bọn họ cần vượt qua là khoảng 100 km. Người tới đích trước là người thắng. Trên người chỉ có một con dao mà thôi. Bọn họ nhảy xuống hồ nước và xuất phát. Dưới mặt nước có rất nhiều bùn khiến cả hai gặp khó khăn trong việc di chuyển. Bọn họ đã bắt đầu vào khu rừng ngập mặn. Ken vừa mới đi vào đã bị ngã. Địa thế nơi đây có rất nhiều cành cây, rễ cây đan xen nhau. Điều này khiến việc di chuyển của cả hai là vô cùng khó khăn. Estafort cũng không ngoại lệ khi anh trượt chân và ngã. Ken sau cú ngã vừa nãy thì anh đã cẩn thận hơn. Anh chậm rãi tiến về phía trước. Anh ngửi thấy mùi của hydro sulfur rất nồng nặc. Ngửi nhiều cơ thể sẽ trúng độc. Do đó anh cần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Estafort cũng đang nỗ lực hành trình của mình. Trong khi đó, Ken đã tới lãnh địa của bọn cá sấu. Anh quan sát từ phía trên và thấy xung quanh có rìa của cây. Anh muốn lợi dụng thứ này để đu sang bờ bên kia. Ai ngờ cành cây anh đang đứng bị gãy khiến anh ngã xuống nước. Trong khi đó, Estafort nhìn thấy một cành cây lớn bị đổ phía trước. Anh ta chỉ đành tìm cái cây khác để trèo qua bờ bên kia. May mà mọi thứ đều thuận lợi, Estafort đã qua được bờ. Ken thì vội vã bơi lên bởi vì dưới nước có thể có cá sấu. Rất nhanh thủy triều đã dâng lên, buổi tối ở nơi này sẽ rất nguy hiểm. Khoảng một tiếng nữa là trời sẽ tối. Estafort định tìm một nơi để qua đêm. Ken thì đang chặt rất nhiều cành cây để làm một cái giường nhỏ. Sau đó anh chìm vào giấc ngủ. Estafort tìm thấy một cái cây cổ thụ và ngủ trên cành của nó. Vì sợ ngủ say mà rơi xuống nước, anh ta dùng thắt lưng buộc mình vào cành cây. Sáng sớm ngày hôm sau, Estafort nhanh chóng xuất phát. Estafort đang rất vội vã vì cho rằng Ken đang dẫn trước anh. Anh không muốn thua cuộc nên nhanh chân di chuyển. Anh phát hiện một con ốc sên dưới bùn. Tuy nhiên khi anh ta dùng dao để đập vỡ vỏ của nó ra thì mùi của nó rất thối. Nhưng vì bổ sung protein, Estafort chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống bụng. Trong khi đó thì Ken lại gặp phải một khu rừng ngập mặn nữa. Anh phát hiện địa hình khá bằng phẳng. Như vậy anh sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Estafort thì phát hiện địa hình ở chỗ anh ngày càng phức tạp. Cũng may là có lẽ anh sắp ra khỏi khu rừng này rồi. Anh thấy màu sắc của cây cối khá nhạt, anh vội vã đi về phía bên đó. Quả nhiên anh ta đã vượt qua được khu rừng ngập mặn để tới đất liền. Tuy nhiên đi được một đoạn thì anh ta lại không thể vui mừng được nữa. Bởi vì xung quanh anh đã bị nước bao vây. Anh phát hiện bản thân đang ở trên một cái đảo nhỏ. Nói cách khác, anh vẫn chưa rời khỏi khu rừng ngập mặn. Lúc này thủy triều đang dâng lên. Ken cũng đã bị nước bao vây xung quanh. Hai ngày qua anh ta vẫn chăn uống gì. Thể lực của anh đang rất yếu. Anh cần nghĩ cách để hồi phục sức lực. Anh ta định chặt một cái cây để bắc cầu sang bờ bên kia. Anh ta đẩy cái cây đó xuống nước nhưng phát hiện hướng đó không đúng. Tuy nhiên trước tiên thì anh vẫn cần đi qua bờ bên kia. Chứ cứ ở nơi này thì cũng không phải cách hay. Ai ngờ anh ta đi lên thân cây đó thì bị ngã xuống nước. Anh ta vội vã bơi lên bờ vì sợ cá sấu sẽ tới. Lúc này anh ta chỉ đành tìm một nơi để nghỉ ngơi. Estafort cũng tạm thời chưa thể ra khỏi đây. Anh ta tìm kiếm nhiều dâu cây để làm một cái võng. Đợi cho tới khi thủy triều rút thì anh sẽ khởi hành. Anh thành công làm một cái võng ở trên cao và không sợ nước ngập. Anh ta còn đi lấy bùn và chát lên cái võng của mình. Như vậy thì sẽ ngăn cho lửa làm đứt võng của anh. Tiếp theo đó anh ta bắt đầu tạo lửa để sưởi ấm. Sau khi tạo lửa xong thì anh ta nghỉ ngơi. Ngày thứ ba của trận đấu đã tới. Estafort xuất phát từ sáng sớm. Ken thì đang vô cùng đói bụng. Do đó anh đang làm một cái bẫy để săn mồi. Anh ta tự làm một cái cần câu cá tự động và kiểm tra mỗi 30 phút. Trong khi đó Estafort đang tới bên bờ sông. Anh ta không dám mạo hiểm đi xuống nước. Anh ta định làm một cái câu nhưng vừa bước lên đã ngã xuống nước. Nhưng may mắn là anh vẫn qua được bờ bên kia. Lúc này anh ta cần đi về phía bắc. Trong khi đó Ken đã bắt được vài con cua sông. Vì không còn đủ thời gian nữa nên Ken trực tiếp ăn sống. Đói thì thịt sống cũng ngon, protein vô cùng dồi dào. Estafort vẫn đang di chuyển, anh ta đã bắt đầu đói bụng. Anh cần tìm thứ gì đó để ăn. Anh phát hiện trên chân mình có một con đỉa. Anh quyết định làm một cái cần câu và dùng con đỉa để làm mồi. Sau khi bày trí cái cần tự động xong thì anh ta chỉ việc chờ đợi con mồi cắn câu. Khi quay lại kiểm tra, anh ta phát hiện một con cá đã cắn câu. Trong khi đó Ken cũng nhìn thấy Estafort từ phía xa. Anh quyết định chạy qua chỗ Estafort để xin chút lương thực. Trong khi đó Estafort đang nướng cá. Anh không biết rằng Ken đang ở phía sau mình. Lúc này Ken chỉ cách chỗ của Estafort 20 m. Trong khi đó Estafort đang ăn con cá của mình. Mùi vị vô cùng ngon và thơm. Ken nhìn Estafort ăn và vô cùng thèm. Rất nhanh thì con cá đã bị Estafort ăn hết sạch. Sau khi ăn xong thì anh chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Estafort cho rằng anh đang gần tới đích rồi. Chỉ cần vượt qua ngọn núi bên kia là sẽ tới cái tháp. Ken đợi Estafort rời đi thì anh tới nơi hôm qua Estafort dừng chân. Anh nhặt được vài miếng củi cháy và mang nó theo. Anh có thể lợi dụng thứ này để làm rất nhiều việc. Mặc cho Estafort đang dẫn trước nhưng Ken không vội. Bởi vì anh cho rằng đây là một cuộc chiến đường dài. Ed đã bắt đầu đi vào khu rừng ngập mặn. Địa hình vô cùng khó đi. Anh ta dùng dao để mở đường và băng qua. Lúc này Ken cũng tới khu rừng. Anh ta lúc này đang rất mệt. Anh quyết định dùng dao và chặt vài gốc cây trong khu rừng. Sau đó anh buộc vào một sợi dây và tìm chỗ cố định.
Tiếp theo anh trèo lên cây và ném sợi dây sang phía bên kia, sau đó buộc chặt sợi dây lại. Như vậy là anh đã tạo được một đoạn dây thừng bám vào để đi qua. Anh ta thành công sang được bờ bên này. Estafford cũng đã mệt và dự định nghỉ ở đây một đêm. Anh ta làm cho mình một cái lều để nghỉ ngơi. Trong khi đó thì Ken đang tạo lửa để sưởi ấm. Ngày thứ 5 của trận đấu đã tới. Estafford sáng sớm đã tìm quả để ăn và bổ sung năng lượng. Ken cũng đang đi tìm đồ ăn. Anh chặt đứt một cây cọ, loại cây này có tích nước ở bên trong. Sau khi bổ sung năng lượng xong thì cả hai sẽ đi tiếp. Bọn họ còn cách vạch đích khoảng 10 km nữa. Cả hai nhanh chóng tăng tốc trong khúc cuối của trận đấu. Ken chạy nhanh quá và vô tình ngã. Tay của anh còn bị thương và chảy máu. Lúc này cả hai đang rất cân bằng về thế trận. Rất nhanh thì Estafford đã nhìn thấy đích. Anh sử dụng toàn bộ sức lực và chạy nhanh. Ken cũng không kém cạnh. Estafford đã tới được đích và vô cùng phấn khích. Ai ngờ khi anh ta vừa trèo lên tháp thì thấy Ken đã ở đây. Trận đấu này Estafford đã thua. Mặc dù thua nhưng Estafford vô cùng tâm phục khẩu phục. Ken nói đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất của anh. Video tới đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì nhớ bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.